Vụ tấn công vào phòng hòa nhạc đã cướp đi sinh mạng của hơn 140 người. Bốn tay súng có vũ trang xông vào địa điểm này trong một buổi hòa nhạc rock, nổ súng và đốt cháy tòa nhà. Trong khi nguyên nhân tử vong của các nạn nhân vẫn đang được xác định cụ thể, tính đến tuần trước, số người chết vì hỏa hoạn đã nhiều hơn vì vết thương do đạn bắn. Nhà chức trách nói với TASS, người chịu trách nhiệm về an toàn cháy nổ tại khu phức hợp Crescent cũng như người đứng đầu đội cứu hỏa sẽ bị điều tra về tội sơ suất hình sự. Cả hai đều đã bị hạn chế đi lại, cơ quan thực thi pháp luật đang xem xét khả năng họ vi phạm các yêu cầu an toàn phòng cháy, dẫn đến tình hình trở nên trầm trọng hơn sau khi những kẻ khủng bố đốt phòng hòa nhạc. Theo một số lời kể của nhân chứng với giới truyền thông, hệ thống chữa cháy tự động không kích hoạt như bình thường. Họ khẳng định cả hệ thống phun nước, hệ thống kiểm soát khói và hệ thống chiếu sáng khẩn cấp đều không hoạt động. Ngọn lửa lan rộng ra diện tích hơn 13.000 m². Các cơ quan thực thi pháp luật cho biết, một số vật liệu được sử dụng trên các bức tường cũng có thể góp phần khiến ngọn lửa lan nhanh. Tuy nhiên, theo RIA Novosti, Crescent Group, chủ sở hữu của phòng hòa nhạc đã phủ nhận điều này. Bốn tay súng bị cáo buộc, tất cả đều mang quốc tịch Tajikistan, đã bị bắt khi đang chạy trốn về hướng biên giới Ukraine vài giờ sau vụ việc. Các quan chức Nga mô tả thủ phạm là những người Hồi giáo cực đoan, nhưng khẳng định họ có thể đã được cơ quan tình báo Ukraine ủy nhiệm. Theo nguồn tin từ Reuters, cơ quan thực thi pháp luật Nga phát hiện mối liên hệ đặc biệt giữa Ukraine và vụ tấn công khủng bố nhà hát ở ngoại ô Moscow hồi tháng 3 vừa qua. Hôm 8 tháng 4, Ủy ban điều tra Nga nhấn mạnh có bằng chứng quan trọng về sự liên quan của Ukraine và vụ tấn công khủng bố nhà hát Crescent City Hall, ngoại ô Moscow. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thông tin chi tiết về diễn tiến cuộc điều tra. Bốn nghi phạm và 7 đồng phạm trong vụ việc đã bị bắt giữ. Các quan chức Nga nghi ngờ cuộc tấn công khủng bố này là do chính phủ Ukraine chủ mưu khi mượn tay những kẻ Hồi giáo cực đoan để thực hiện. Tuy nhiên, Kiev bác bỏ các cáo buộc của Moscow. Trong khi các quốc gia phương Tây cho rằng tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã dàn dựng vụ thảm sát. Hôm 7 tháng 4, cơ quan an ninh FSB của Nga đã công bố hồ sơ thẩm vấn các nghi phạm. Các tay súng này tuyên bố họ được chỉ thị chạy trốn về phía biên giới Ukraine sau cuộc tấn công. Bốn người này bị bắt sau vài giờ vụ thảm sát. Nhà điều tra Nga từng tuyên bố đã tìm thấy dấu vết tiền liên kết của những kẻ bị cáo buộc khủng bố với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine. Ngày 22 tháng 3, bốn người nổ súng ở địa điểm tổ chức âm nhạc Crescent City Hall và phóng hỏa từ bên trong khiến đám cháy lớn nhanh chóng bốc lên, thiêu đốt tòa nhà. Tổng cộng 145 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong vụ tấn công. Theo nhà chức trách, những nghi phạm thực hiện vụ tấn công bị bắt giữ vào ngày hôm sau khi đang cố gắng chạy trốn sang Ukraine bằng ô tô. Nhiều nghi phạm bị bắt trong những ngày tiếp theo, hầu hết đều là người gốc Tajikistan. IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Potikov nói Mỹ, Anh và Ukraine cũng có thể liên quan đến vụ tấn công và họ có thể đã sử dụng người Hồi giáo làm lực lượng ủy nhiệm. Ukraine và các nước phương Tây phủ nhận mọi cáo buộc. Theo hãng tin TASS, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã cho chiếu trên kênh truyền hình số 1 đoạn video thẩm vấn những nghi phạm bị buộc tội trong vụ khủng bố nhà hát Crescent City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow hồi tháng 3 vừa qua. Một trong những bị cáo đã nêu tên kẻ điều phối của họ. Nghi phạm cho biết một người đàn ông tên là Safulo đã liên lạc với họ và cam kết sẽ trả cho họ 1 triệu rúp trên một người, tương đương với 10.984 USD trên một người. Một bị cáo khác cũng đã nói về sự hỗ trợ mà họ nhận được sau khi thực hiện vụ tấn công. Trước đó, giới chức Nga đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố. Ngày 4 tháng 4, luật sư Igor Chunov, chủ tịch công ty luật Chunov Ivia và các đối tác, thay mặt cho 19 thân nhân những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở nhà hát Crescent City Hall, đã nộp đơn lên Ủy ban điều tra Liên bang Nga. Trong đó đã đưa ra các lập luận bổ sung về tội của chủ sở hữu. Đơn nêu rõ cáo buộc đối với chủ sở hữu nhà hát liên quan đến điều khoản sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán hàng hóa, sản phẩm, thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ không đáp ứng yêu cầu an toàn theo Bộ luật hình sự của Nga. Theo ông Chunov, các vật liệu trang trí tường của khán phòng có thể không đảm bảo yêu cầu an toàn, khiến đám cháy bùng phát nhanh chóng và việc sử dụng những vật liệu như vậy trong những cơ sở vật chất như nhà hát không tuân thủ tiêu chuẩn của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Nga. Theo lệnh của Bộ Tình trạng Khẩn cấp mà luật sư đề cập, trong hội trường có sức chứa hơn 800 người, cửa vòm sân khấu phải được bảo vệ bằng rèm chống cháy có giới hạn chịu lửa ít nhất là EI-60, vật liệu chịu được cháy ít nhất 60 phút và lớp cách nhiệt của rèm phải làm bằng vật liệu không cháy. Ông Chunov kết luận, tất cả thông tin này đều phải được xác minh và bắt đầu các thủ tục tố tụng hình sự đối với chủ sở hữu phòng hòa nhạc Crescent City Hall. Trước đó, ngày 3 tháng 4, các luật sư đã đệ đơn đầu tiên khởi kiện vụ án hình sự theo điều khoản cung cấp dịch vụ không đáp ứng yêu cầu về an toàn.
Tại cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin, Chủ tịch Ủy ban điều tra Liên bang Nga ông Alexander Pachitsky đã báo cáo rằng cuộc điều tra hiện nay cũng tập trung vào khả năng vi phạm các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo lời khai của các nhân chứng, ngọn lửa đã bùng phát sau khi những kẻ khủng bố bắt đầu đổ và đốt xăng mà chúng đã mang theo trong chai. Con trai của chủ sở hữu tập đoàn Khrushchev, ông Emin Alagarov, tuyên bố tất cả hệ thống an toàn tại Khrushchev đều hoạt động và hệ thống phòng cháy chữa cháy không hề bị hỏng. Ông nhấn mạnh, nếu không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy, tòa nhà không thể được đưa vào hoạt động. Chủ tịch Hiệp hội Tiêu dùng Nga nêu lên những lo ngại và bài học rút ra để tránh những nguy cơ ngoài súng đạn đe dọa sinh mạng tại những nơi tập trung đông người, đặc biệt là trong không gian kín. Chủ tịch Hiệp hội Tiêu dùng Nga Petselik nêu lên những lo ngại và bài học rút ra để tránh những nguy cơ ngoài súng đạn đe dọa sinh mạng tại những nơi tập trung đông người, đặc biệt là trong không gian kín. Ông Selik chỉ ra rằng đa số nạn nhân trong vụ khủng bố tại nhà hát Khrushchev City Hall không thiệt mạng vì súng đạn mà vì các vật liệu cháy và các yếu tố khác của đám cháy. Theo ông, cần xem xét 3 vấn đề. Thứ nhất là hồ sơ thiết kế trong quá trình xây dựng tòa nhà, mua và lắp đặt các thiết bị, bao gồm cả thiết bị chữa cháy hoặc trong quá trình vận hành, ví dụ như thay thế vật liệu, sản phẩm và thiết bị bằng loại rẻ hơn và độ an toàn kém hơn. Tình trạng các thiết bị chữa cháy không hoạt động, các lối thoát hiểm bị đóng. Trách nhiệm chính cho việc này thuộc về chủ đầu tư, có thể cố ý hoặc do sơ suất đã không đảm bảo thực hiện đúng dự án được phê duyệt, hoặc về bên bảo trì tòa nhà và thiết bị. Cũng cần kiểm tra trách nhiệm của cơ quan giám sát nhà nước. Vấn đề thứ hai là việc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc về an toàn cháy nổ và an toàn của các tòa nhà công trình. Trách nhiệm này thuộc về cơ quan giám sát nhà nước đã phê duyệt dự án. Vấn đề thứ ba là trong quy chuẩn kỹ thuật chưa đánh giá đúng các yếu tố nguy cơ thực sự đối với tính mạng, sức khỏe của con người, môi trường, tài sản. Trong vụ tấn công khủng bố ngày 22 tháng 3 vừa qua, yếu tố đó là hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động đã không hoạt động. Ngoài ra, ông Selik lưu ý rằng tổ chức ý kiến công chúng đã công bố dữ liệu từ cuộc khảo sát hàng tuần về phản ứng của người Nga sau vụ tấn công khủng bố tại Khrushchev City Hall. Theo đó, trong tuần qua, tỷ lệ những người giữ được tâm lý bình tĩnh giảm từ 58% xuống 51% và tỷ lệ những người lo lắng tăng từ 34% lên 42%. Do đó, ông Selik khuyến nghị đảm bảo sức khỏe tâm thần của mỗi cá nhân và cộng đồng để ứng phó các tình huống khẩn cấp. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Nga trong những thập niên gần đây. Vụ việc gây rúng động này cũng phủ bóng ma khủng bố lên toàn khu vực. Cơ quan tình báo Mỹ cũng tin chính nhóm này là thủ phạm của vụ việc. Vụ tấn công này không chỉ cho thấy các khả năng tàn bạo của IS-ISK, mà còn làm trầm trọng thêm bối cảnh chính trị tại khu vực vốn căng thẳng, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây xuống mức bằng giá do cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine. Không lâu sau đó, trên Telegram, nhóm này công bố hình ảnh của 4 nghi phạm và một đoạn clip dài khoảng 1 phút rưỡi, cho thấy cận cảnh một trong những tay súng nổ súng vào nạn nhân. Những tên khác cũng xuất hiện trong đoạn clip với khuôn mặt mờ và giọng nói không nghe rõ, trên tay lăm lăm súng trường và dao. Bộ Nội vụ Nga cho biết, cả 4 nghi phạm hiện đã bị bắt đều là người nước ngoài. Các kênh Telegram của Nga, bao gồm cả những kênh có liên kết với các cơ quan an ninh, tiết lộ, nhóm nghi phạm đến từ Tajikistan, quốc gia giáp Afghanistan và là nơi IS đang hoạt động. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong bài phát biểu của mình, "Chúng tôi biết rằng tội ác do những kẻ Hồi giáo cực đoan với hệ tư tưởng mà thế giới Hồi giáo đã đấu tranh chống lại trong nhiều thế kỷ qua thực hiện. Câu hỏi đặt ra là ai được hưởng lợi từ việc này? Sự việc tàn bạo này có thể chỉ là một mắt xích trong loạt nỗ lực của những kẻ đã gây chiến với đất nước chúng ta kể từ năm 2014, giữa bàn tay của Kiev. Chúng tôi biết ai đã gây ra tội ác chống lại Nga và người dân Nga, nhưng điều chúng tôi quan tâm là ai đã ra lệnh thực hiện việc đó. Theo ông, mục đích của cuộc tấn công là gieo rắc hoảng loạn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chế giễu những bình luận của ông Putin, nói rằng đối với nhà lãnh đạo Điện Kremlin, tất cả mọi người đều là kẻ khủng bố. Ông Zelensky nói, khi ông ấy ra đi, nhu cầu khủng bố và bạo lực sẽ biến mất theo ông ấy. Trước đó, Ukraine cũng phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ nổ súng hôm 22 tháng 3, và ông Zelensky cũng cáo buộc ông Putin đang tìm cách chuyển hướng bằng cách đổ lỗi. Câu hỏi đặt ra là vì sao IS lại nhắm vào Nga mà không phải quốc gia nào khác ở châu Âu? Có ý kiến cho rằng IS muốn trả thù Nga sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự ở Syria năm 2015 nhằm hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad chống lại phe nổi dậy và IS. Sự can thiệp của Nga đã làm thay đổi cục diện chiến trường ở Syria. Trong tuyên bố ngày 23 tháng 3, IS gọi vụ khủng bố ở Nga là một phần của cuộc chiến với các quốc gia chống lại Hồi giáo. Điều này phù hợp với tiết lộ từ một quan chức Mỹ cho rằng có thông tin tình báo xác nhận IS chịu trách nhiệm chính. Quan chức giấu tên này cũng khẳng định Washington đã cảnh báo Moscow trong những tuần gần đây về khả năng xảy ra một cuộc tấn công. Nhà Trắng cùng Phó Tổng thống Kamala Harris kế đó khẳng định IS là thủ phạm duy nhất, là kẻ thù chung phải bị đánh bại ở bất cứ đâu. Cơ sở lập luận của Mỹ có lẽ dựa trên một sự việc cách đây 2 tuần.
Khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã cảnh báo về âm mưu khủng bố tại Moscow của những kẻ cực đoan. Thông báo này lại được đưa ra vài giờ sau khi Tổng cục An ninh Liên bang Nga FSB tuyên bố đã ngăn chặn một cuộc tấn công vào giáo đường Do Thái ở Moscow bởi một nhánh của IS tại Afghanistan, hay còn được gọi là IS-ISK. Nếu IS thực sự là thủ phạm, nó sẽ phù hợp với những gì Mỹ đưa ra ở trên, cũng như các phản ứng của họ sau vụ khủng bố. Nhiều quốc gia phương Tây đã lên án vụ tấn công và bày tỏ sự cảm thông với những người dân Nga bị ảnh hưởng. Thông điệp IS là kẻ thù chung mà Mỹ đưa ra cũng đáng chú ý, với những người lạc quan tin rằng điều này sẽ mở ra một cơ hội hợp tác với Nga vì lợi ích chung là tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố. Trong lúc đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin và FSB vẫn chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc nào đối với IS. Nhà lãnh đạo Nga chỉ xác định chung chung là kẻ thù khủng bố quốc tế và cảnh báo tất cả thủ phạm, những người tổ chức và ra lệnh thực hiện sẽ bị trừng trị. Ông cáo buộc các nghi phạm bỏ chạy về hướng Ukraine, nơi Kiev đã mở sẵn một cánh cửa để chúng tẩu thoát. Người đứng đầu đài Russia Today của Nga, bà Margarita Simonyan, cũng đã đăng hai đoạn video thẩm vấn hai nghi phạm bị còng tay. Cả hai đều thừa nhận rằng đã nhận tiền để thực hiện vụ tấn công, nhưng không cho biết ai đã tổ chức. Đó là một điều lạ, bởi nếu IS thực sự tổ chức tấn công, những tay súng của nhóm này thường sẽ không ngần ngại xưng danh. Nói cách khác, hai đoạn video này đã làm lung lay tuyên bố nhận trách nhiệm của IS. Ngày 25 tháng 3, phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, người phát ngôn Ủy ban châu Âu ông Peter Stano khẳng định không có dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ tấn công này. Cùng ngày, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ Ukraine có liên quan đến vụ thảm sát ở Kherson City Hall. Bà Jean-Pierre nhấn mạnh, IS chịu trách nhiệm duy nhất ở đây. Chúng tôi đã chia sẻ điều đó với chính phủ Nga. Không có bằng chứng nào, hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ tấn công. Vậy thì IS-ISK là ai? Theo báo Le Figaro của Pháp, nhóm ISK được thành lập năm 2015, nổi tiếng vì sự tàn bạo. Đặc biệt được biết đến là tác giả của vụ tấn công sân bay Kabul vào tháng 8 năm 2021. Tờ New York Times trích dẫn các nguồn tin an ninh Mỹ cho biết, K hay Khorasan trong tiếng Ba Tư có nghĩa là nơi mặt trời đến, là tên gọi thời Trung Cổ của Afghanistan. IS-ISK được đặt theo tên cũ của một vùng vốn bao gồm các khu vực tại Iran, Turkmenistan, Afghanistan. Nhóm này nổi lên đông ở Afghanistan vào cuối năm 2014 và nhanh chóng được biết đến vì các chiến thuật tàn bạo và hoạt động cực đoan. Từng là một trong những nhánh hoạt động tích cực nhất của IS, nhưng IS-ISK đã chứng kiến sự suy giảm số lượng thành viên. Sau thời kỳ tiếng tăm nhất vào khoảng năm 2018 nhờ các nỗ lực phối hợp của Mỹ và lực lượng Taliban tại Afghanistan. Tuy nhiên, nhóm này vẫn là một mối đe dọa lớn đối với khu vực. Theo các quan chức chống khủng bố của Mỹ được The New York Times dẫn lời, sau một thời gian yên bình, ISK một lần nữa gia tăng các cuộc tấn công từ bên ngoài. ISK tự khẳng định mình là nhánh IS có xu hướng quốc tế nhất. Lucas Weber, người đồng sáng lập trang web Militant Wire, nhấn mạnh, theo ông Weber, xu hướng quốc tế của ISK là tiến hành chiến dịch tuyên truyền bằng nhiều ngôn ngữ hơn bất kỳ nhánh khủng bố khác kể từ thời kỳ đỉnh cao của tổ chức IS tự xưng ở Iraq và Syria. Ông này nói thêm, xu hướng quốc tế bao gồm một chiến dịch đầy tham vọng và quyết liệt nhằm tăng cường khả năng hoạt động bên ngoài và tấn công nhiều mục tiêu ở nước ngoài. Tờ The New York Times nhấn mạnh rằng, hầu hết các âm mưu khủng bố của ISK ở châu Âu đều bị thất bại, dẫn đến những nhận định cho rằng nhóm này đã bị suy yếu. Việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021 được cho là giảm khả năng của nước này trong việc chiến đấu và thu thập thông tin tình báo đối với các nhánh cực đoan như vậy. Các thành viên thành lập nhóm là những tay phiến quân từng tách khỏi tổ chức Taliban ở Afghanistan và Taliban ở Pakistan. Sid Jones, một chuyên gia về Afghanistan đến từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIC, nói với hãng NPR, IS-IS từng có các địa diện ở cả Pakistan và Afghanistan. Chúng cũng đã lôi kéo thêm nhiều thành viên của Taliban Pakistan và một số thành viên của Taliban Afghanistan gia nhập tổ chức của chúng. Trong một đoạn băng quay vào năm 2015, thủ lĩnh lúc bấy giờ của IS-ISK là Hafiz Saeed Khan cùng nhiều thủ lĩnh cấp cao khác đã thề trung thành với Abu Bakr al-Baghdadi, cố thủ lĩnh của IS-IS, và tự tuyên bố mình là những người cai trị vùng lãnh thổ mới của IS-IS ở Afghanistan. Chi nhánh khu vực của IS-IS này cai trị theo cách hiểu cực đoan của chúng về Hồi giáo và sử dụng nhiều chiến thuật bạo lực như tổ chức các vụ hành quyết công khai để thị uy, giết hại các tộc trưởng và đóng cửa trường học, theo Trung tâm An ninh và Hợp tác Quốc tế thuộc Đại học Stanford. Khan đã bị tiêu diệt vào năm 2016 trong cuộc không kích bằng drone của Mỹ. Thủ lĩnh IS Baghdadi thì chết vào năm 2019 do tự kích hoạt thuốc nổ gắn trên người trong lúc bị lực lượng Mỹ truy kích. Theo hãng tin Lenta, đoạn phim về cuộc thẩm vấn đầu tiên những nghi phạm được cho là tham gia vụ khủng bố ở nhà hát Kherson City Hall đã được công bố.
Trong đoạn ghi âm được công bố, một nghi phạm thừa nhận đồng ý tham gia hoạt động giết người để kiếm tiền và nhận được hướng dẫn từ một số nghi phạm khác qua mạng xã hội Telegram. Nghi phạm chủ mưu vụ tấn công khủng bố cho biết, hắn đến Moscow để tìm việc làm, nhưng thất nghiệp thời gian dài. Một trong những video các nhân viên thực thi pháp luật thẩm vấn một người đàn ông đang quỳ, nghi phạm nói rằng anh ta đã bay đến Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 4 tháng 3, sau đó nhận nhiệm vụ từ một nhân vật bí ẩn qua Telegram về nhiệm vụ tấn công khủng bố. Nghi phạm được cho là sẽ nhận khoảng 500.000 rúp thông qua thẻ thanh toán. Tuy nhiên, đến thời điểm bị bắt, nghi phạm mới nhận được một nửa số tiền. Tên này cho biết nhóm khủng bố đã vứt bỏ thẻ ngân hàng cùng quần áo khi tháo chạy. Nghi phạm không nêu rõ chính xác nhận lệnh từ ai. Họ giao nhiệm vụ trên Telegram, không có tên, không họ, không có gì cả. Tôi nhận nhiệm vụ trên Telegram, trợ lý của anh ta đã giao nhiệm vụ cho tôi. Nghi phạm cho biết nhân vật bí ẩn đã viết thư cho anh ta khoảng 1 tháng trước và đề nghị đưa tiền cho anh ta cũng như cung cấp vũ khí cho hoạt động khủng bố. Một video khác được công bố cho thấy nghi phạm được cho là thủ lĩnh của nhóm khủng bố. Tên này không nói được tiếng Nga và thông qua phiên dịch cho biết hắn đang sống tại một nhà nghỉ gần đại lộ Dmitrovskoye, Moscow. Nghi phạm cho biết y đã gặp một nhân vật có biệt danh là Adulo cách đây khoảng 10 đến 12 ngày trên Telegram. Tuy nhiên, nghi phạm chưa khai báo bất kỳ thông tin gì liên quan tới hoạt động khủng bố ở Khrushchev City Hall. Đoạn video ghi lại cảnh bắt giữ nghi phạm thứ 3 trong vụ khủng bố cũng xuất hiện. Tên này được đưa ra khỏi khu rừng với khuôn mặt đầy máu. Tuy nhiên, thông tin về cuộc thẩm vấn nghi phạm chưa được công bố.